tây là một loại rau có giá trị dinh dưỡng cao. Thế giới là gọi nó là rau hoàng đế, vua của các loại rau, sử dụng trong các cái món là xào rồi cuộn thịt nướng, có thể nấu canh. Nói chung là ăn sống vẫn được, nói chung nó chế biến là hơn 1.000 món ăn. Đặc biệt là cái cây này nói về cái giá trị dinh dưỡng nó rất là nhiều, và cái dược tính của nó thì nó có thể nó trị là ung thư, mỡ máu, tim mạch, tiểu đường. Trong cái măng tây này nó có một cái chất là Viagra tự nhiên, chất mà tăng cường sinh lực cho nam giới rất là tốt. Măng á thì nó cũng rất là khó trồng, chứ không phải là dễ trồng như những cái loại cây khác. Ví dụ như là giống thì mình nhập giống Mỹ về, sau đó mình ươm cây giống là 3 tháng rồi mình mới đưa ra đất. Khi mà cái đất trồng á là mình cải tạo bằng phân xanh, phân trùng quế, phân bò, rồi các cái dòng phân vi sinh. Cái vườn của mình sở dĩ mà nó tốt như vậy là mình giai đoạn đầu mà mình cải tạo thì mình đổ mấy chục tấn phân trùng quế dưới này, nên là nhìn cái cây rất là xanh tốt. Những cái khu vườn khác á, nhiều khi người ta ăn là 2 tháng 3 tháng người ta phải dưỡng cây mẹ mới, còn riêng khu vườn của mình á là mình có thể mình ăn được tới 4 tháng mình mới thay thế cây mẹ, thì nó kéo dài cái thời gian ăn ra. Tại vì bên mình là mình chuyên bên cái dòng phân hữu cơ là nhiều. Cái măng này á thì nó lớn rất là nhanh. Ví dụ như hôm nay mình thấy là nó bao nhiêu đây thôi, nhưng mà ngày mai khoảng tầm 5-6 giờ sáng là mình thấy nó cao lên một khúc như vậy rồi, thì là mình có thể mình thu hoạch được. Thì cái măng này á, khi mà vào thu hoạch á thì ngày nào mình cũng thu hoạch hết á, có bận gì mình cũng phải thu hoạch. Nếu mà để 2 ngày không thu á thì rất là cao rồi, nó bung tàn ra, mình bán không có được. Nghĩa thì mình trồng một lần nhưng mà mình thu hoạch được 10 năm. Nhưng nếu anh có kỹ thuật thì là anh mới thu được tới 10 năm. Riêng cái khu này á thì là diện tích là 3.500 m², và cái năng suất của bên mình hiện tại á, măng tơ mình mới trồng thôi, nhưng mà năng suất hiện tại là 1.000 m² là khoảng tầm 15-20 kg. Một ngày cái khu này thu là khoảng tầm 50-60 kg. Cây măng tây nếu như mà làm đúng kỹ thuật thì không có cây nào qua nó hết. Nó lợi nhuận nó thu về rất là cao. Ví dụ như là hiện tại vườn của em á, là một ngày em cho ra 60 kg. Thì em vừa trồng vừa bán, thì em tính cái mức giá mà bán ra trung bình đó là 50.000-60.000 một ký. Thì 60 kg của em một ngày á, là em cho thu trung bình là từ 3-4 triệu một ngày.